Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Trang TV chuyên về vlog. Thì hôm nay là 25 tại tháng 8 năm 2021 dương lịch. Âm lịch đã là 18 tháng 7 âm lịch rồi cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay em được cái lộc rất là lớn nha cô chú anh chị. Đó chính là hỗ trợ, một gói hỗ trợ của địa phương cho những bạn ở nhà trọ với lại tạm trú. Thì được một gói là gồm gạo và đậu với trứng. Còn cái bịch ni lông này là khi sáng là một cô ở nhóm từ thiện á, cô đi làm trong cái nhóm đó, xong rồi về cô ở gần nhà, cô về cô thấy rồi cô gửi cho một bọc. Thì bây giờ là em sẽ mở xem trong đây thì gồm chi tiết là cái gì với lại là số lượng là bao nhiêu nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng khám phá nhé. Ở phía sau mấy cái rau củ này là hôm trước em mua, còn cái này là do cứu trợ, này là cứu trợ, những gói cứu trợ của địa phương và những đội thiện nguyện. Thì đầu tiên thì em sẽ xem cái gói cứu trợ này của địa phương nha, dành cho những bạn ở nhà trọ. Thì cái gói cứu trợ này là gồm một bịch trứng. Bịch trứng này là sẽ là mấy trứng đây, mình sẽ tháo ra coi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười trứng nha cô chú anh chị. Mười trứng và một bịch đậu. Wow, bịch đậu thì trong đây sẽ có đậu đũa với lại đậu bắp, hai thứ luôn. Thì đậu đũa với đậu bắp, một bịch này cỡ anh này cỡ bao nhiêu đây? Ở đây em có cái cân, em sẽ để lên thử. Một ký lô nha cô chú anh chị. Đậu đũa dưới đậu bắp này là một ký lô. Dạ vâng, dưới bịch gạo. Đây là gói cứu trợ của địa phương. Thì gói này cũng tương đương là khoảng tầm 200.000 đồng. Bởi vì bao gạo bây giờ là tầm là 13-14.000 đồng một ký. Con gạo này là khoảng 130. Đậu với trứng, trứng này là một chục là khoảng 30.000 đồng. Đậu gói này cũng cỡ 200.000 đồng. Rồi qua đây là em sẽ xem thử cái bịch ni lông này. Khi sáng cô trong nhóm thiện nguyện á, cô đi thiện nguyện rồi về cô ghé cô gửi cho một bịch. Trong đây thì có mướp nè cô chú anh chị, mướp, leo, hai trái mướp. Oh wow, bắp. Wow, bắp này rất là quý luôn. Bắp này bình thường là bán là tiền không luôn á cô chú anh chị. Quá trứng bắp. Wow, trong bịch này cũng có đậu bắp luôn, dưa leo. Quá trứng bắp luôn rồi. Dịch bệnh ở nhà đâu có được đi chợ đâu,
Thành ra cô chú thương, cô chú gửi tặng các gói cứu trợ với lại các nhóm thiện nguyện á, gửi cho. Thì em cũng rất là trân quý và đón nhận. Chứ không phải là mình nói là mình từ chối, mình đón nhận. Và khi có dịp nào hỗ trợ qua lại, khi khó khăn mình hỗ trợ qua lại, vào những dịp khác, vào những dịp tiếp theo. Thì hôm bữa thì em cũng có đặt ở cái clip video trước đó, em cũng có review cái những củ mà em mua của đội nhóm đi chợ hộ của địa phương đó. Thì chỉ dám mua củ này mới để lâu lâu được, em ăn vẫn chưa hết. Thì hôm nay là định mua tiếp tục rau, thêm những như là dưa leo, cà chua để ăn mỗi ngày á. Thì em dự định là đặt á, thì sáng nay á, thì cô tặng cho một bịch rau củ này. Rồi đầu giờ chiều á, thì một nhóm ở địa phương thì xuống gửi tặng cho một bịch, một gói cứu trợ này. Gói cứu trợ gồm gạo 10kg gạo, một bọc đậu que với đậu que với đậu bắp và 10 cái trứng vịt, rất là trân quý luôn. Thời điểm này là người giàu kẻ nghèo gì cũng phải đón nhận và trân quý những gói cứu trợ và những tấm lòng của đội thiện nguyện, các mạnh thường quân. Chứ giai đoạn giãn cách xã hội, ai cũng ở nhà như vậy là không có phân biệt người giàu kẻ nghèo, cô chú anh chị ơi. Đâu có được đi chợ, đâu có được ra khỏi nhà gì đâu, đâu có được mua cái gì. Cho nên có gói cứu trợ đến với lại đội thiện nguyện cho là rất là mừng luôn. Thì qua cái video này, em cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến địa phương, cũng như là những cô chú anh chị trong đội thiện nguyện đã gửi tặng cho em những rau củ quả rất là tươi, rất là ngon, rất là trân quý luôn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Đó. Ở địa phương của cô chú anh chị đã nhận được gói cứu trợ này chưa ạ? Thì gói cứu trợ này là dành cho những bạn ở nhà trọ rồi lao động tự do mất việc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 này. Chứ không phải là hộ gia đình nào cũng được nha cô chú anh chị. Với lại nằm ở diện nghèo, cận nghèo, với lao động tự do mất việc, và những bạn ở xa quê, ở trọ tạm vắng tạm trú thì sẽ được gói cứu trợ của địa phương. Còn cái bịch rau củ này thì là cô ở trong nhóm thiện nguyện, cô đi thiện nguyện trong nhóm mà cô về, cô ghé cô gửi cho đó. Ở địa phương của cô chú anh chị thì sao, thì cho em xin ý kiến bình luận ở bên dưới để chúng ta chung tay sống hòa nhập cùng thời điểm dịch bệnh này, và luôn luôn ở nhà, chỉ đi ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Mình có muốn đi chợ mua thịt, cá, rau củ quả gì thì phải liên hệ với địa phương, với nhóm đội đi chợ hộ để được tư vấn và hỗ trợ, chứ không nên tự ý đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Dạ thì em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em. Chúc cô chú anh chị là luôn là dồi dào sức khỏe, bình an. Mỗi ngày là một niềm vui, sống lạc quan yêu đời để vượt qua cái đợt dịch này. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Bye bye cô chú. Nhớ
ủng hộ em bằng cách là cho em xin một like. Ai lần đầu tiên xem kênh YouTube của em, cho em xin một lượt đăng ký ủng hộ à. Với lại bấm vào cái chuông để mỗi khi em có video mới, YouTube sẽ thông báo cô chú anh chị vào xem ủng hộ. Bye bye cô chú, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Bye bye.